Mời các bạn cùng mình ngắm suối Nà Đon. Trước mắt các bạn là một cây cầu bắc qua suối để đi lên tháp. Ở đây view ngắm cảnh rất là đẹp luôn. Đoạn này dừng chân ngắm cây cổ thụ rất là đẹp luôn. Rất nhiều cây to. Wow, con suối chảy đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ lên ngắm suối đoạn gần thác. Đoạn này nước chảy rất là trong, nhìn rất là đẹp. Là đến thác rồi các bạn ạ. Nhìn đẹp chưa? Bây giờ mình sẽ đến gần chỗ thác để quay cho các bạn xem nhé. Thác nước được chảy từ vách núi đá rất là cao, nhìn rất là đẹp. Ôi, đẹp chưa này? Hơi nước bay bay rất là mát. Ở đây không khí rất là trong lành. Các bạn xem, nước rất là trong, nhìn rất là đẹp. Khi nào có thời gian, mời các bạn lên trải nghiệm ngắm thác và suối. Thác này ở bản Nà Đon, xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ôi, đẹp chưa? Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.